Vậy là tương tự như vậy, mình dựng cho các cái đoạn phim còn lại ha, nó cũng có gì là khó khăn cái. Thế thì bây giờ nó có một cái vấn đề là như vậy các bạn. Tôi muốn là lúc mà cái đoạn phim mà nó đang chiếu như này nè, thì trên màn hình này có một cái dòng chữ nó cuộn ngang ra từ bên tay phải sang bên trái. Đâu nó hiện ra giống như cái bản tin mà thời sự của mình á, mình xem trên VTV. Thế thì bây giờ đã làm cái điều này á thì tôi làm bằng cách nào? Bây giờ tôi cần có một cái, đầu tiên là gì? Tôi có một cần có một hình chữ nhật nằm bên dưới và bên trên đó là có một cái đoạn text. Vậy bây giờ đã tạo một hình chữ nhật, tôi chọn title, tôi chọn new title, tôi chọn default style, các bạn làm theo luôn ha. Title, new title, default style, kích vô đây. Nó hiện ra cái này đúng không? Đúng không? Tôi đặt tên là highlight. Highlight. New. Được không? Ví dụ giống vậy. Và tôi chọn OK. Nó quay lại cái màn hình hồi nãy của mình á. Được mà. Thế thì trên cái màn hình này á, tôi mới chọn công cụ hình chữ nhật. Nó quay về cái màn hình hồi nãy của mình. Đặt tên gì cũng được tùy mình. Chọn cô hình chữ nhật, tôi vẽ một cái hình chữ nhật nằm bên dưới ha, giống vậy. À, vẽ một hình chữ nhật. Và tôi cho nó màu gì cũng được, tôi cho nó màu đỏ đi. Đỏ đậm lên giống vậy. Và bây giờ tôi giảm opacity thấp xuống. Opacity là cái giá trị nằm bên dưới này. Tôi giảm nó còn khoảng là 70%. 80% ha. 80%. Để khi nó chạy nó vẫn còn thấy mờ mờ được cái hình bên dưới đó các bạn. À, 80%. OCT 80%. Và sau khi mà tôi làm xong cái này rồi, tôi hài lòng cái này rồi, tôi đóng này lại. Và lập tức trên này bạn thấy nó có một cái highlight này. Bây giờ tôi nắm cái highlight này, tôi thả xuống cái dòng là video 2 mà từ cái chỗ bắt đầu có phim lại chỗ này. Và tôi kéo cái highlight này cho nó dài ra đến đây luôn. Vậy mình thấy lúc này nó có một cái hình mờ mờ nằm bên dưới này cho mình. Đúng không? Rồi. Bây giờ tôi cần có một đoạn chữ nó chạy ngang qua. Tôi cần có một đoạn chữ nó chạy ngang qua. Thì bây giờ tôi và các bạn lên Firefox đi, mở Firefox lên. Mở Firefox lên, tôi lên Internet. Tôi cần một cái từ khó là gõ vào từ khó là SEA Games. Đúng rồi. Từ khó là SEA Games. Và tôi copy một cái đoạn text. Copy một đoạn text. Khi tôi ngồi gõ vô mà có copy một đoạn text. Tôi chọn copy. SEA Games. Tôi chọn copy một đoạn text. Được rồi. Bây giờ tôi quay về lại màn hình Premiere. Rồi, bây giờ mời các bạn nhìn tiếp. Bây giờ tôi mới sau khi copy được cái đoạn test rồi, tôi chọn title, tôi chọn new title, tôi chọn default crawl là cái hàng thứ ba từ bên trên đi xuống. Default crawl, kích vô đây cái hiện ra cái bảng. Tôi đặt tên là gì? Là strong text. Strong text. Đúng không? OK. À, nó quay lại cái màn hình hồi nãy của mình. Thì với cái màn hình hồi nãy nó xuất hiện ra. Bây giờ mình chọn vào công cụ Text. Mình chọn vào công cụ Text. Các bạn nhìn đây nè. Chọn vào công cụ Text. Kích con trỏ vào bên trong cái vùng ở chỗ này nè. Các bạn nhấn Ctrl V, các bạn dán ra. Ra được cái chữ này đúng không? Các bạn nhấn Ctrl E. Và bạn chọn phông chữ là phông Arial. Size chữ các bạn cho nó khoảng bằng 30. Đó, rồi các bạn dời cái chữ này xuống ở dưới này. Phông Arial. Các bạn cho size khoảng bằng 30. Đó. Dời xuống. Được chưa? Bây giờ các bạn nhìn tiếp. Xong chưa? Bây giờ các bạn bên dưới này có thanh cuộn này các bạn. Thanh cuộn này nó mô phỏng cho mình biết là cái chuyển động này nó sẽ chạy như thế nào.
đúng không? Vậy bây giờ tôi nắm cái khanh cuộn này, kéo nó về đầu, đúng không? Bây giờ các bạn nhìn nè, lúc đầu tiên á, các bạn tất cả các bạn dừng lại nhìn luôn, lúc đầu tiên là cái chữ nằm đây đúng không ạ? Không, lúc đầu tiên chữ nó phải nằm bên ngoài này nè. Vậy là cô nắm cái chữ này kéo ra ngoài này, xét cái biên ngoài này, đúng không? Rồi, mời các bạn kéo, dời khanh cuộn về đầu ha, nắm cái chữ này kéo ra ngoài này. Bây giờ mình dời khanh cuộn qua đến cuối cùng, đây nó sẽ chạy như này nè các bạn, cuối cùng cái chữ nằm đây đúng không ạ? Không, cái chữ này nó phải tụt qua phía bên tay trái cho mình. Vậy là mình double click vô trong trong này nè, mình giờ con trỏ đến hàng cuối cùng, nhấn giữ phím space cho đến khi cái chữ này chạy qua bên này luôn. Đó, cho nó qua đây luôn. Giữ phím space ha. Giữ phím space. Đúng rồi. Các bạn nhìn luôn ha. Các bạn dừng lại, các bạn nhìn luôn. Vậy là mình sẽ thấy là nó chạy về, lúc đầu nó về đúng không? Nằm ở đây đúng không? Cuối cùng nó chạy ngang qua đây. Và nó chạy qua đây. Vậy mình hài lòng dưới này rồi. Mình đóng nó lại. Và bây giờ mình sẽ có một cái là Scroll Test. Và mình nắm cái Scroll Test, mình kéo, mình thả vào cái dòng là Video 3. Và cứ kéo cho cái Scroll Test này nó dài đây luôn. Thế bây giờ bạn thấy là trên động phim mình nó chạy nè. Bạn nhìn đây ha. Màn hình đen đúng không? Nó chạy qua giống vậy cho mình. Được chưa? Đó, mời các bạn.